Rồi, có cái ghế bên trái, ngồi xuống nhìn chị luôn. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra nha. Rồi, chào anh nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình, nói lớn to rõ cho đối phương có thể nghe được nha. Dạ, chào cô Vinh Thương, chào khán giả. Mình tên là Trần Vinh Thương, lớn lên ở Vinh Thường, Kiên Giang. Hiện tại làm việc ở Sài Gòn, sinh năm 1983. À, đang làm công việc gì ở Sài Gòn? Làm công ty chuyên cung cấp thiết bị điện tử hàng hải. Nghĩa là lên Sài Gòn được bao nhiêu năm rồi? Lên Sài Gòn được 7 năm. Lý do gì mà đưa đẩy mình lên tới Sài Gòn làm việc? Ngày xưa thì ở dưới quê gọi thất tình. Lên đây thì vừa học vừa làm. Trời đất ơi, gì thất tình mà đi lên đây đó hả? Dạ. Rồi giờ cái mối tình đó người ta đi chưa? Nó kết hôn chưa? Nói chung là được đâu hơn năm sau thì bạn ấy có gia đình rồi. À, rồi mình định ở này luôn hay mình về quê? Dự kiến thì kế hoạch đưa ra thì mình có nhà cửa, đất đai ở dưới quê. Còn nếu mà có bạn gái ở trên này á, bạn gái ở đâu thì mình sẽ ở lựa chọn. Trời đất ơi, nói chuyện thích cưng vậy người ta. Chồng đâu vợ đó, còn này ổng bạn gái ở đâu ổng sợ ở đó. Được, chốt, chốt. Này cũng hiếm à. Này cũng hiếm à. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Tuân? Thì biết quan tâm, nhất là nấu ăn. Bạn gái càng ăn món gì mình nấu món đó cho ăn. Ghê vậy? Trời ơi, biết nấu nhiều món không? Dạ, nhiều. Ôi, sao giỏi dữ vậy? Thì còn thêm là chăm sóc cháu. Mình tất cả 13 đứa cháu đều mình chăm sóc. Ủa cái gì 13 đứa cháu ghê vậy? Đâu mà 13 đứa cháu dữ vậy? Thì gia đình anh chị em đông lắm, tổng cộng là 9 người. 9 người? Dạ. Rồi ai đẻ ra nhiêu con mình hốt hết về mình chăm sóc hết. Qua nhà chị với anh chị chăm sóc rồi chiều về nhà. À, giỏi dữ vậy trời. Nấu ăn được luôn, yêu trẻ con, chăm sóc trẻ con được luôn. Nhưng mà hiện tại là em đang sống với ai? Đang sống một mình ạ. Sống một mình? Dạ. Rồi ba mẹ là còn dưới quê hay sao? Ba mẹ đều ở dưới quê. Chứ thời gian rảnh thì cứ lâu lâu chạy về nhà thăm ba mẹ. Tết nhất rồi có về quê thăm ba mẹ không? Dạ có. Rồi nãy giờ đâu điểm mạnh không mà có điểm yếu nào kể nghe coi. Điểm yếu thì nói chung cũng có. Đối diện với người phụ nữ là nhút nhát không biết cách thể hiện. Còn nếu mà đối với người phụ nữ mà đối tác thì ok. Còn nói để người nào ấy thì... À, đối tác thì cũng lanh lẹ lắm. Dạ. Trong công việc phải không? Dạ. Được cái đúng đối tượng là nín phải không? Dạ. Rồi cố gắng lên ha. Ngoài ra còn có tài năng gì nữa không? Rảnh thì em hay đọc sách, xem phim hoặc là đi chơi thể thao đá banh. Chơi thể thao đá banh nữa? Dạ. Tưởng cũng khỏe mạnh dữ ha. Rồi đi chơi với bạn bè là chơi cái gì? Đi bánh cầu lông, tennis rồi. À. Còn hoặc là đi uống cà phê. Rồi nãy nói cái đoạn mà chăm sóc cháu rồi có cái đoạn ru cháu ngủ không? Có, thường chị hầu như là cháu đều ngủ. Vậy hả? Đâu giờ đang ngủ quá ru, ngủ thử coi. Hát thì hát ru. Xong mà tôi ở bên đây ngủ được là ngon luôn á. Ví dầu cầu giáng đông đinh, cầu che lắc lẻo gặp gần khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học con thi trường học, mẹ thi trường đời. Sao không ngủ đi bà? Sao không ngủ đi bà? Trời ơi, hát bên đây cười chứ không ngủ kìa trời ơi. Hát vậy là mấy, chín mười mấy đứa cháu nó ngủ hết trơn luôn đó hả? Hầu như đứa cháu nào cũng thấy cậu là qua là chơi đều thích. Sao người ta hát ru mà em không ngủ mà em cười vậy? Nó làm sao? Nó làm sao? Nó chạnh lòng. Chạnh lòng quá hả? Ủa sao chạnh lòng cơ? Ta mới ra đời mà đã nghe những cái... thấy sao ta, cuộc sống nó buồn bã. À, ru mấy bài buồn quá hả? Dạ. Thường thường hồi xưa mấy bài ru buồn không hả? À? Bài buồn nghe não ruột dữ lắm. Dạ. Rồi bây giờ tới phiên mình nè, em giới thiệu về mình chút xíu nha. Em tên là gì? Dạ em tên là Đinh Thị Thảo, em 18 tuổi mà cách đây 20 năm cơ. Công việc hiện tại của mình là gì? Hiện tại thì em đang làm bên công ty logistics của Hàn Quốc. Rồi em làm khâu nào? Em làm cái khâu từ nhận thông tin của khách hàng cho tới khi nhận hàng và giao hàng, em làm từ đầu đến cuối. À, kiểu như mình là theo dõi giám sát hả em? Dạ đúng rồi. Mình làm công việc này lâu chưa? Dạ em làm công việc này cũng 8 năm rồi. Thảo là quê ở đâu? Dạ em cho thông tin để nhờ anh Phương đoán quê em nhé. Quê của em ở là một vùng đất mà từ đó có sẽ ra một cái loại thức uống rất là nổi tiếng á, và thường các bạn nam sẽ thích uống vào buổi sáng. Vì quê em ở miền Tây em. Miền Tây có nước gì mà đàn ông thích uống buổi sáng? Nó có liên quan đến một bài hát, nhưng mà cũng đúng là miền Tây đó anh. Nhưng mà một nửa thôi. Và cái nước uống này nó có màu đen ạ. À, vì quê em ở Long An ạ. Tôi hỏi cái nước gì? Nước uống là nước gì mà đàn ông muốn buổi sáng?
rất là thích uống, đa số các bạn nam đều thích uống vào buổi sáng. Ừ. Và các chị cũng thích nữa. Buổi sáng của mình thức dậy như thế nào nè? Ở Sài Gòn thì người ta sẽ uống cái gì ạ? Buổi sáng ạ? Dạ, cà phê lên đâm hê, cà phê lên đâm hê. Dạ. Cà phê gì? Băng hê. Em ở Băng Mê thuộc à? Dạ đúng rồi. Em ở Đắk Lắk. Còn Băng Mê là thành phố của Đắk Lắk ạ. Bây giờ ông định cái nước uống cái nước gì mà buổi sáng uống mà ông ra miền Tây? Vì... uống đủ hả? Không có, nghĩ là bánh tre nước dừa. Trời ơi, sáng sớm cũng vậy đàn ông uống nước dừa. Không, liên tưởng. Chắc là em cho thiếu thông tin là ở Sài Gòn. Trời đất ơi, còn bà cũng đố rảnh nữa mà giới thiệu cho nó lẹ cho còn đố nữa. Rồi Thảo, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Thảo? Điểm mạnh của em là mới là chân thành. Ừ. Chịu trách nhiệm đó anh. Và còn điểm yếu? Cũng khá khá đó. Nhưng mà em sẽ nêu cái điểm nổi bật đó là hơi nghiêm túc. Rồi cái thứ hai nữa là tính cũng hơi nóng. Hơi nghiêm túc mà tôi nghe nói chuyện tôi cũng thấy nghiêm túc đâu hết trơn. Em phải làm cho nó nhẹ xuống bớt. Đó. Người ta nghiêm túc lắm, đến chương trình còn đố nữa. Rồi bây giờ hiện tại là ở đâu? Hiện tại thì em đang ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức? Dạ. Rồi mình làm việc ở đâu cưng? Dạ em làm ở quận 1 chị. Thủ Đức chạy qua quận 1 ha. Dạ. Cũng gần. Cho anh hỏi, Thảo em ở Thủ Đức ở chỗ nào? Dạ em gần ở chợ Thủ Đức á anh. Anh cũng ở gần chợ Thủ Đức mà. Ồ. Hiện tại. Trời, ngon ha. Ồ, gần ha, tiện ha. Phải ha. Anh thì ở chỗ Đại học Ngân hàng em. Chắc em cũng gần đó đó. Rồi, giờ hỏi một chút xíu về tình trường nha. Dạ. Rồi tình trường của Thảo như thế nào, trải qua mấy mối tình rồi? Đàm ấy nếu mà gọi là nói theo mối tình của mọi người theo khái niệm thông thường chắc là không có mối tình á. Vì hồi đó em quen ảnh thì chỉ có khoảng đâu 2 tháng hơn á. Thì... hồi đó là hồi nào? Dạ chắc 5-6 năm rồi. 2 tháng hơn thì em thấy không có ổn. Ý là không ổn ở với phía bản thân em á, nên em dừng lại. Không ổn bản thân em là sao? Dạ giống như là lúc đó thì em cũng kỳ vọng à, mình mong muốn được đối xử thế này thế kia, cho nên là mình nói à như vậy nó không giống theo cái những gì mình nghĩ, cho nên là như vậy thì không có tốt, nên là em dừng lại. Ừ. Rồi dần dần thì cái quan điểm của em nó cũng thay đổi, đó là trước khi mình đi yêu ai đó thì giống như là mình phải yêu bản thân mình đúng cái cách đó. Rồi mình hay đi yêu nên bây giờ thì em sẵn sàng hơn ngày xưa. Dạ. Là ba mẹ có nôn nóng không, có đốc thúc không? Dạ ba má em nóng chứ. Nhà mình đông anh chị em không? Em có 4 đứa em. Rồi 4 đứa em là có ai có gia đình rồi gì chưa? Dạ có 2 em có gia đình rồi. Ừ. Bây giờ chị lớn vẫn chưa có. Và ba mẹ có đặt ra tiêu chí gì không? Bữa nay đi tham gia chương trình ba mẹ có biết không? Có biết. Ba mẹ nói làm sao? Mẹ nói tùy em thôi chứ lớn rồi. Nhưng mà có hối? Dạ có. Một năm thì đi về quê mấy lần? Dạ năm thì em về nó khoảng 3 lần đó. Chắc về lần nào cũng có hỏi chứ gì. Dạ. Có bạn trai chưa chứ gì, chừng nào lấy dạ. chồng chứ gì. Dạ. À thôi hy vọng đợt tới về có bạn trai vẫn về ha. Được không? Dạ chắc cũng hy vọng vậy. Rồi bây giờ mình khao khát, mình mong muốn tìm một cái người đàn ông, bạn trai, người chồng tương lai mình là người như thế nào? Em chỉ cần có những cái quan điểm về cuộc sống khá giống em, chịu trách nhiệm, rồi hiếu thảo. Ừ. Vậy là được rồi ạ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Dạ không. Không? Dạ. Xạo quá, phụ nữ mà không thích đàn ông mà không có tiêu chí hồi gì. Hồi xưa em còn trẻ thì em cũng có nghĩ về ngoại hình, nhưng mà lớn lên đó là em nhận ra là cái sự đồng điệu về quan điểm sống và về cái sự quan tâm thì nó quan trọng hơn. Ừ. Ghi nhận. Dạ. Nghe cô ấy coi như là chưa có mối tình nào vậy thì không biết là mình cảm nhận như thế nào? Cảm nhận bạn đó chắc do bận rộn nhiều quá, không có thời gian để quen bạn trai. Đâu có bận rộn đâu, ta dành thời gian yêu bản thân. Chủ nghĩa cá nhân một chút. Dạ. Cái câu của em nãy là chắc có trách nhiệm hả? Là chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm và hiếu thảo. Thì hai trong hai trong đó thì anh đã có rồi. Có hả? Thôi, hai điều chính là được rồi. Hai điều chính là đủ rồi ha. Dạ. Bản thân mình thì sao, tình trường mình như thế nào? Tình trường em thì có 2 mối tình. Rồi, kể. Một mối tình thì ở dưới quê 7 năm. 7 năm luôn? Dạ. Wow. Từ năm nhiêu tuổi đến nhiêu tuổi? Năm 20 đến năm 27 tuổi ạ. Là cái mối tình mà thất tình đi lên Sài Gòn đó phải không? Dạ. Mối tình đó sao thất vậy, kể nghe coi. Thì tính định dặm hỏi qua cưới ở dưới quê, thì nhà người lớn qua cưới hỏi thì tuổi rồi dưới quê lấy vợ ở trong sớm mà. Nhưng mà bên gia đình nhà bạn gái không chấp thuận. Tại sao quen 7 năm rồi mà không chấp thuận? Quen chỉ hồi xưa là quen bạn gái là quen qua thư tay qua lại thôi, chứ không có dẫn về ra mắt. Người hai bên không có biết nhau. Ủa cái gì 7 năm mà không có dẫn về lần nào? Dạ không có dẫn về, cả hai người gia đình hai bên cũng không biết có bạn trai bạn gái nhau. Mà bạn gái là ở đâu, cùng quê hay là dạ, khác?
cùng quê nhưng mà khác quyền. Cùng quê khác quyền là xa cũng... xa lắm chị. Xa là bao nhiêu bao nhiêu? 60 mấy 70 cây số rồi. Trời ơi, 60 mấy 70 cây số mà lúc đó nhiêu tuổi mà 5 năm trời mà không đưa bạn gái về nhà, không tới nhà bạn gái thăm. Ở dưới quê chỗ em ở thì xưa đó điều kiện không có đi được, không có đường phương thông phương tiện đi được. Vậy sao quen cô đó? Phương tiện ở đi đưa phương tiện ở dưới sông thôi. Chỉ dưới sông? Dạ. Vậy đi ghe cũng thăm nhau được chị trời. Chỉ hay viết thư tay qua lại thôi mà. Đường quen cổ trong trường hợp nào? À, cô đó thì học mai ngay bằng nhà bạn học của mình. À. Rồi Tết mình đến chơi á, thì rồi gặp, rồi quen nhau, rồi xin địa chỉ nhà qua lại, rồi viết thư trao đổi qua lại. Dần dần quen kéo mà trong 5-6 năm đó là gặp nhau được mấy lần? Mấy ngày Tết gặp nhau được một năm là gặp được một lần. Nguyên năm gặp mấy ngày Tết. Vậy tại sao mấy ngày Tết đó không tới nhà chào hỏi gia đình ta? Bạn kia không cho, không cho người biết nhà dâu nhà giáo. Vậy là chưa có thương nhau rồi chứ quen 5-6 năm mà. Rồi cái là lúc mình cầu hôn là bên đó không đồng ý là chia tay luôn. Dạ đúng ạ. Là thất tình là buồn quá rồi đi lên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn thì đi học. Lên Sài Gòn mối tình thứ hai bắt đầu. Thì mối tình thứ hai thì học xong đi vô phòng công ty bên ngành hải á. Thì trước khi đi thì quen trong Zalo chào hỏi sơ sơ, rồi thương đi công tác ở ngoài Trường Sa, đi cũng khoảng gần 2 tháng không có liên lạc được, vì ở ngoài không có sóng điện thoại, không có liên lạc được, kia về chắc đất liền. Rồi công tác được 2 tháng thì mới về đất liền mới tìm lại, thì bạn kia chắc là nói sao mà quen nhau mà 2 tháng không có nhắn tin qua lại. Đó, mình đầu diện giải thích, bạn kia nói là giải thích không thỏa đáng. Vì ở đâu bây giờ không ở đâu hiện tại giờ mà không có sống. Ở ngoài nhà vàng ở Trường Sa ngoài có sống đâu. Mà bộ trước khi đi không nói cho người ta biết hả? Có. Trước khi đi có nói đi ra Trường Sa chưa? Có, đi Trường Sa công tác ngoài đó Trường Sa, nhưng mà em không ngờ ở ngoài không có sống. Không có sống điện thoại. Thì giải thích chứ nhắn tin không được, không nhắn được. Có chỉ là trong quân đội là đánh mật mã gửi về thôi, trong đơn vị thì có. Còn điện thoại hầu như gia đình là không liên lạc được. Phải không? Dạ. Để tôi đi nghiên cứu lại vụ này à. Tôi cũng có chị bạn, chị cũng mới đi ngoài nhà vàng về, thấy chị cũng đăng hình post Facebook rần rần kìa. Cái đó bây giờ mới có, bây giờ có gắn thiết bị. Còn lúc đó là bao lâu rồi, mấy năm rồi? 2014-15 chị. 2014-2015 là cũng lâu rồi ha. Rồi bạn gì trách này nọ đủ thứ hết trơn, rồi xong mình giải thích thì cô ấy nói mình biện hộ. Rồi mới chia tay. Là mối tình đó kéo dài được bao lâu? Thì cũng gần 2 năm đó chị. Cũng chưa đủ sự tin tưởng nhau. Dạ. Với lại cũng chưa lường trước được. Thế hiện tại bao nhiêu năm đi làm trên Sài Gòn rồi, đã mình có tài sản nhà cửa gì chưa? Có để dành dụm được cái gì chưa? Nhà thì em ở nhà dưới quê thôi. Còn trên này em chỉ ở thuê. Và còn tiền dành dụm chắc có thể lo được đám cưới hay có thể gần chu toàn. Gần được chu toàn là sao? Có nghĩa là sợ nhiều quá khoảng 50 bàn em đãi được. Còn trên nữa thì sợ chưa thủ. 50 bàn hay được, đãi như đó được rồi. Đãi chi nhiều dữ vậy? Là định là đám cưới đãi Sài Gòn hay đãi dưới quê? Dự kiến là đãi Sài Gòn. Sài Gòn. Rồi còn nhà dưới quê là nhà đó của ai? Nhà có em có nhà riêng, rồi nhà ba mẹ em nữa. Rồi cái nhà riêng của em là em mua hồi nào, rồi em xây hồi nào? Nhà đó em cất hồi năm em 2000 tháng 6 2006. Lâu dữ vậy. Ủa rồi cất rồi, lúc đó cất rồi không ở rồi đi lên đây. Vì cha mẹ em đó thì nguyên tắc là con cái lúc 18 tuổi thì cho tự lập. Tự lập làm riêng. Vậy là cái nhà đó là tiền ba mẹ hay tiền của em? Dạ tiền của em cất. Làm gì lúc đó là còn trẻ mà có tiền nhà đó mà ba lớn. Ở nhà dưới quê nhà cấp 4 hả chị? Nhà có chỉ bề ngang 4,5 m dài 11 m hả? Nhà cấp 4 thôi. Là không có lầu? Dạ không, nhà cấp 4 thôi. Rồi xây cái nhà ra để đó để không vậy đó, để tới giờ vậy đó. Để rồi xong rồi cái dự trù để lập gia đình để lập nghiệp á mà. Hiện giờ nhà đó có ai ở không? Không, nhà đó có chỉ ba mẹ lâu lâu rồi qua dọn dẹp thôi. Ba mẹ phụ thôi. Rồi giờ mình muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì rất dễ, giờ em chọn bạn gái kiểu khuôn mặt ưa nhịn chút, nếu mà đeo kính thì càng tốt. Em thích phụ nữ đeo kính. Chút xíu nữa mở cái cửa để tìm ra một cái kiến đeo vô. Bởi vì em sợ phụ nữ không có kết, em nhìn vô em thấy ánh mắt phụ nữ buồn, em không cảm xúc được. Không. Ủa, ta đeo kiến trắng thì nhìn vô mắt, nhìn những xuyên qua kiến vẫn thấy mắt buồn vậy? Không, nhìn chắc thật không đeo kính chị. Vậy lát nữa đi mua tặng cho cổ cái kiến cô đeo nha. Giờ kiến mát cũng màu trắng giống kiến cận mà. Dạ, còn điểm thứ hai thì
biết quản lý tài chính gia đình này được. Là mai mốt là giao tiền cho vợ giữ hay gì? Dạ đúng rồi. À là phải cần vợ phải biết quản lý tài chính gia đình đúng không? Dạ. Rồi bây giờ thì chị Tường sẽ cho hai bạn đoán nhau thử nha. Trước khi chị Tường mở cửa trái tim này ra, đoán coi hồi nãy giờ mình đang ngồi nói với cái anh đó, với cái cô đó như thế nào. Rồi cho chị Tường mượn cái điện thoại em ơi. Trần Văn Thương 39 tuổi, có 3-4 anh Thương lẫn lật đi. Đinh Thị Thảo 38 tuổi. Xem coi nãy giờ mình nói chuyện với cô Thảo nào, mình nói chuyện với anh Thương nào. Một anh, hai anh, ba anh, bốn anh. Trời, tôi nhìn đây mà tôi còn chưa thấy anh nào là anh đó luôn á trời. Em đoán anh này. Tại sao đoán anh đó? Dạ anh có cái nét của miền Tây. Cái nét miền Tây hả? Mà sao dạ. Tôi thấy anh chụp hình này ở núi rừng chứ có phải miền Tây đâu. Nhiều khi anh đi, anh đi Đắk Lắk anh chụp á. Dạ phải không? Rồi để yên có đi có phải không chất à. Rồi bên này cô nào là cô Thảo? Trong ba cô có mỗi cô đeo kính là mình thích người đeo kính nữa chứ. Trời ơi thích người đeo kính nữa ha. Giờ chọn ai? Em chọn bạn này đi. Chọn bạn đó phải không? Rồi chọn bạn đeo kính ha. Và bây giờ xin mời quý vị hãy nhìn về cửa trái tim để xem sự đoán của mình ngày hôm nay có đúng hay không nhé. Tan 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 tan. Chà, dạ anh. Giờ nó đoán sai hả? Lựa mắt kiến không, không cảm nhận những thứ khác mà ông lựa mắt kiến không chết rồi. Anh gửi em món quà bữa anh đi Indo về anh mua muốn mong giữ mùi hương này em sẽ giữ lâu với mình và mãi mãi nhớ về anh. Dạ. Em có món quà gửi anh. Đây, cảm ơn em. Dầu thơm mua bên Indo phải không? Dạ. Rồi còn coi ta tặng mình gì nè. Trời tự dữ. À hai quyển sách à. Hỏi cổ coi sao tặng anh cuốn sách này. Cái này cái mục đích gì không? Em cũng đang đọc nó và giống như là khi mà hai người bạn bắt đầu thì nên có cái đề tài chung nên là em muốn chia sẻ thôi. Rồi bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn cùng thưởng thức một bữa ăn trưa cùng với chương trình và cho bạn khoảng không gian riêng để trò chuyện với nhau, để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi mời hai bạn. Bị trong này câu hỏi là điều hãnh diện nhất của em là gì? Hãnh diện nhất đó là có trách nhiệm ấy ạ. Có trách nhiệm với người xung quanh, với công việc và tập chịu trách nhiệm với bản thân mình. Đó là muốn em. Dạ. Đó thì đương nhiên anh trong đó anh sẽ có trách nhiệm, như thứ nhất công việc là anh đã đều có trách nhiệm. Thứ hai thì có trách nhiệm với bản thân và người thân yêu hơn. Còn anh thì chưa có người yêu, anh chưa biết có trách nhiệm như thế nào. Khi nào có sau sâu như chưa này anh sẽ có cơ hội được làm quen em thì anh sẽ cố gắng có trách nhiệm. À, cố gắng có trách nhiệm à. Ở đây cái câu của em thấy là theo anh thì ba yếu tố chính để tạo nên một mối quan hệ là gì ạ? À, mối quan hệ ba em đọc lại. Ba yếu tố chính để tạo nên một mối quan hệ. Yếu tố chính. Dạ. Thứ nhất là có duyên. Có duyên đến nay mới gặp nhau là mối quan hệ. Yeah. Thứ hai là hợp tính với nhau. Và thứ ba nếu mà muốn được cả hai điều đó thì cả hai cho nhau cơ hội mới làm được hai điều trên. Yeah. Duyên là mình tạo ra hay là duyên là nó tự bên ngoài nó đến ạ? Cũng vậy, ví dụ như hôm nay là chúng ta đã có duyên là mình tự tạo, giờ mình gặp mặt nhau đối diện nhau có duyên. Yeah. Còn trước khi chưa biết thì đó là tự đến. Còn yeah. Giờ mình có duyên. Cũng như anh mong hỏi sao thì em sẽ cho anh một cơ hội. Dạ. Cho anh một cơ hội được như anh nói, anh hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội để thử thức những các món anh nấu. Em cũng trông mong nè. Thật sự anh rất muốn nấu cho một người nào đó ăn. Nhưng mà nhiều năm rồi anh chưa cơ hội. Anh chỉ tự nấu mà thanh ăn thôi. Dạ, ủa vậy mới sở trường của anh là cái gì? Vậy nấu cơm trong gia đình cho gia đình ăn thì ok. Dạ. Còn sở trường anh chỉ làm bánh thôi. Bánh á. Bánh này ạ? Ừ. Bánh, những loại bánh gì anh? Bánh ngọt hay bánh mặn hay như thế nào? Không, em muốn ăn bánh nào anh làm bánh đó. Muốn ăn bánh nào anh làm bánh đó.
Ồ, vậy đó hả? Chứ anh thì những món nấu anh thì thường anh nấu những cái món ăn với làm bánh theo kiểu miền Tây thôi mà. Anh chưa nghĩ đến có bạn khác vùng miền á, rồi anh chưa biết cái khẩu vị cái người bạn ăn như thế nào. Em cũng miền Tây chứ. Em đây à? Dạ, miền Tây Nguyên thôi. Đấy, bởi anh sợ nếu mà những cái sau này có cơ hội thì em sẽ cố gắng sửa theo khẩu vị của người bạn của mình. Em nghe có nói là anh nói là anh thích đọc sách lắm. Thì thường là anh đọc những cái loại đọc những cái sách nào anh? Anh sẽ thắc mắc về mấy tráng sĩ ngày xưa. Vậy là sách lịch sử ạ? Lịch sử. Theo em là ba yếu tố chính để tạo nên một mối quan hệ đó. Đó là về thứ nhất là về cái quan điểm sống. Và cái thứ hai là cái cách mà dạng như là đối xử với lại người thân, bạn bè xung quanh như thế nào. Rồi cái thứ ba nữa là nền tảng tài chính đó. Dạ, cái nền tảng tài chính như thế nào để mà cái mối quan hệ đó nó có thể là tồn tại, thì anh cũng biết mà. Ba thường những cái cuộc hôn nhân, ví dụ như anh chị anh thì kia, anh sẽ nhìn thấy những cái điều đó đúng không ạ? Ví dụ như nhà quá khó khăn, hôn nhân nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc ví dụ như quan điểm về quan điểm sống, ví dụ như là về cùng một vấn đề nào đó, ví dụ như là nuôi dạy con. Người thì thích là nuôi con theo tự nhiên, muốn con muốn phát triển như thế nào thì phát triển, nhưng có người thì muốn là rèn con mình vào kỷ luật, biết tự lập. Dạ, đó là cái suy nghĩ của em về những cái yếu tố mà để cho một cái mối quan hệ nó có thể tồn tại, để cho một cái mối quan hệ nó có thể tồn tại rồi nó có thể bền vững đi với nhau được lâu dài. Thì anh nói đâu là tài chính anh thì như vậy đó, em cũng ngại anh nó nói vậy. Dạ. Còn con cái thì em cũng mới biết anh là yêu trẻ con mà, anh chăm sóc tới 13 đứa cháu thôi. Dạ. Anh hơi mỗi em đẻ đi anh chăm sóc hết. Anh có cái kinh nghiệm gì điều đó? Dạ. Anh sẽ cư xử như thế nào khi cãi nhau? Hai đứa cãi nhau thì anh thường xuyên anh im lặng, anh đi ra ngoài một lúc nào đó đợi rắn xuống anh mới rồi vô. Nếu mà là lỗi từ mâu thuẫn của anh thì anh sẽ xin lỗi, hoặc là anh nêu một cái viết cái menu giống như menu cái nội quy á, ai sẽ sai phạm thì bị phạt. Cứ vậy là không sẽ phạt là sẽ khiêu vũ đúng không anh? Hết chưa, nãy giờ đọc hết trong này chưa? Dạ em còn phần này. Chọn hành động một là hung má, hai là nhảy khiêu vũ, mà hung má người ta phải cho mới hung chứ. Dạ. Người ta không cho lấy gì hung. Thì nhảy khiêu vũ rồi em không biết nhảy rồi. Thì bây giờ cổ chỉ em nhảy, thẳng đứng lên cho người ta coi tướng luôn. Rồi em đứng lên luôn đi, rồi hai người là nhỏ to tâm sự đó, rồi thương lượng nhau đi. Rồi hai bạn bước ra sân khấu phía trước. Rồi vô, 2, 3. Ồ, khoái khoái cười rồi. Ồ, chỉ cần nắm tay chặt cho em say là được. Ok, đúng rồi đúng không ạ? Được chưa? Rồi được rồi. Có tiến bộ, có khả năng tiếp thu. Không biết là nãy giờ là mình cảm nhận về nhau như thế nào? Dạ, em thấy anh không chịu khó chứ. Còn em cảm nhận về cổ như thế nào? Nói chung vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng mọi người. Nhất là nụ cười, Vậy là đang có những tín hiệu tốt phải không? Dạ. Trong người cũng có đang có rạo rực phải không? Nãy giờ là mình khiêu vũ với nhau rồi. Nhưng mà nãy khiêu vũ là mình lên đó là cái chương trình đưa ra cái gọi là cái thử thách cho mình ha. Còn bây giờ là chỉ dành cho hai bạn một cái phút thời gian cuối cùng để mình cảm nhận được nhau nghiêm túc. Giống như em nói là em là một người nghiêm túc vậy đó. Để mình còn cái lời nào mình muốn chia sẻ thì mình sẽ chốt luôn. Để mình còn đưa ra cái quyết định cuối cùng là bấm nút hay không. Mời hai bạn nắm tay nhau qua cánh cửa trái tim này, nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây thôi. Rồi mình sẽ nói cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình dành cho đối phương. Rồi chúng ta mới đưa ra quyết định, được chưa ạ? Rồi 30 giây dành cho hai bạn. Một nửa của anh thì đến đây thì đã tôn nguyện được gặp được em. Còn em thì một nửa thì phụ thuộc vào em. Mong em cho anh cơ hội để tìm hiểu chúng ta đi tiến xa hơn. Em thấy ở anh cái sự chân thành rồi cũng yêu quý gia đình. Giống như là một người cha như thế nào thì chưa biết, nhưng mà là một người cậu, một người chú tuyệt vời đó. Có thể là dành thời gian chơi với cháu. Rồi cảm ơn hai bạn.
Thì bây giờ đến lúc là các bạn đưa ra cái quyết định của mình nha. Cơ hội thì chương trình đã mang lại cho các bạn cái duyên để gặp nhau tại đây, nhưng có nắm bắt nó hay không là quyền của các bạn nha. Lưu ý nha, đặt tay vào chính giữa trái tim. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường đồng ý bấm, bấm cái cốt lõi của nó thôi, đừng có bấm cái song sắt ở ngoài, nó không có lúng đâu. Nhớ nha. Rồi, không đồng ý có quyền lấy tay ra, đồng ý thì nhấn mạnh và nắm bắt cơ hội ngay và luôn. Mời hai bạn nhắm mắt lại. Một, hai và ba. Wow. Ê, cho tôi hỏi thăm nó nghe nè, sao bạn bấm chậm hơn người ta? Tôi thấy bạn chậm hơn tầm. Dướng cái gì? Dướng ngón tay. Tôi đã nói rồi, cái ngón tay bạn bự, tôi nhìn vô tôi nói rồi, bấm vô cái cốt lõi rồi mà bạn vẫn chậm hơn người ta. Lần sau vậy là về làm bản kiểm điểm nha. Mời em qua đây nắm tay cổ đứng lên. Bây giờ là mình là một cặp đôi rồi. Mình hát chào kết chương trình một cái cho nó tình cảm coi, chứ mình ru con ru cháu hoài chưa đâu. Từ từ về rồi từ từ mới có con. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc rơ, quê hương anh có dòng sông họ. Có dòng sông xanh. Có dòng sông xanh, có hàng câu hò thâm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lư, quê hương anh. Tự nhiên quên lời vậy, không cảm. Tôi hiểu tại sao mà ông ru chín đứa cháu, mười mấy đứa cháu ngủ hết rồi. Nó nghe nó sợ hãi quá, nó nhắm mắt nó ngủ cho lẹ đó, hiểu không? Sợ ma quá à, ru sợ ma quá à. Ok, mai mốt biết đâu vợ cũng sợ, mới ru cái vợ ngủ liền. Rồi, chúc mừng hai bạn nắm tay nhau thật chặt nha. Hôm nay chúc cho hai bạn là sẽ có nhiều niềm vui. Chúc cho hai bạn có những cái thời gian hẹn hò với nhau, tạo cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu được nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Rồi. Em cảm ơn. Cảm ơn quý vị khán giả cũng đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Trưa. Và đến giờ thì chúng ta phải tạm biệt quý vị ơi. Hẹn gặp lại vào tuần sau nha. Khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 18 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn ứng dụng Hẹn Hò và Giữ Lửa Tình Yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.